Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic ha. Thì hôm nay em lại đến với mọi người với một clip về guitar điện hàng nội địa Nhật nha. Đây là những cây mà tụi em đấu giá bên Nhật và ship bên Nhật về. Chất lượng của những sản phẩm này cực kỳ tốt luôn nha. Rồi, đầu tiên mọi người, em xin giới thiệu với mọi người một cây Les Paul ha. Đây là một cây Les Paul Big Cup Hum, đàn còn rất mới. Nó mới tới mức độ mà những cái Big Cup của nó còn siêu luôn nè mọi người, là còn cái bọc ni lông nhựa luôn á. Thì vì nó mới lắm nên những cái phím thép và phím gỗ nó còn rất tốt, đàn còn rất đẹp mọi người ha. Đây, Mistro, ở dưới đây là bài Gibson ha mọi người. Đàn có màu xanh nha mọi người. Màu xanh này cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh mà xanh dương á mọi người, xanh dương đen á. Nhìn cái màu nó rất là đầm tính, rất là đẹp và rất là sang trọng ha. Rồi, những cái nút còn mới, hạt que còn rất mới. Đàn chuẩn chỉ hết 100%. Phía sau lưng nó có số seri, có bộ khóa zin. Bộ khóa zin nó còn siêu trên bộ khóa zin luôn nha mọi người. Cần là cần hẳn đẹp luôn ha, không gãy không làm lại. Lưng đẹp nè mọi người. Lưng đẹp, có đây nó bị tróc một chút xíu ha. Thì ai mua những cây này thì về mọi người khắc phục và mọi người dán sticker lên đây là đẹp. Còn không mấy là mọi người cứ nói em, em sẽ chấm chỗ đó lại màu đen, nhìn cho nó đồng bộ. Rồi, cây đàn này em bán với giá 3,2 triệu Big Cup Hum nha. Big Cup Hum này rất tốt nha mọi người. Mọi người chơi ổn định, không bị ù xè và chơi các thể loại nhạc nặng vẫn tốt. Tiếp theo mọi người, một cây Squire ha. Đây, Squire đây là cây Squire Bullet Strat nha mọi người ha. Thì Squire này nó khác với Squire bán Việt Nam mình nha mọi người. Squire này là Squire nội địa Nhật. Một cây đàn màu đen còn rất đẹp. Big Cup của nó là SSH. Và cây này đã được chủ cũ độ một cái Big Cup Neck mà của Sema Dukan ha mọi người. Thì ai chơi Big Cup thì mọi người biết những cái Big Cup mà Semia Dukan này, những con này nó, cái Big Cup này, một cái như vậy thì nó tầm triệu mấy mọi người. Đó, thì nguyên một cây đàn này được độ hết Big Cup luôn, em bán với giá là 3,9 triệu. Và đây là một cây đàn nội địa Nhật chứ không phải là một cây đàn mới của Việt Nam mình bán nha mọi người ha. Rồi, phím thép và phím gỗ mọi người. Phím thép và phím gỗ cây đàn Squire này còn đẹp nè. Dán strap Big Cup H SSH nha mọi người. Màu đen, đàn đẹp. À, rồi, cần là cần hẳn đẹp nè, không gãy không làm lại nè. Khóa là khóa zin, ở phía sau có số seri luôn. Rồi, giá cây đàn này em bán là 3,9 triệu nha. Anh em có thể nghe thử cái sound của cây đàn này. Rồi, bề ngoài cây đàn á mọi người, là màu sơn còn đẹp lắm. Ha. Sơn còn đẹp và zin, không có bị tróc chỗ nào hết. Rất là ok. Rồi, giá em bán là 3,9 triệu.
Tiếp theo mọi người, đây là cây số 3 ha. Cây này là một cây Telecaster mọi người, dáng cực kỳ đẹp Telecaster. Mọi người nhìn cái đàn nè. Tuyệt vời á. Ha. Rồi, đầu cần là Playtech mọi người, phím thép và phím gỗ, cây đàn này chưa mòn và còn rất đẹp. Pickup là đúng chuẩn Tele, hai cái pickup single ha. Đàn còn rất đẹp luôn nha mọi người, màu là màu đỏ đô ha. Màu đỏ đô. Mọi người coi bên hông nè. Em rất thích cây này nha mọi người, tại vì sao mọi người biết không? Tele mà nó có viền như thế này nè mọi người. Nhìn nó đẹp lắm. Những cái Tele khác á thường nó sẽ không có cái viền này, và cái Tele này nó có cái viền nhìn đẹp và sát thủ lắm. Nước sơn của cây này á mọi người là nguyên vẹn ở đây á, trầy thì nó vẫn có trầy nha mọi người. Nhưng mà gọi là bể là tróc hay là dập thì cây này nó không có. Nước sơn cây đàn này đẹp 100% ha. Cần là cần hẳn đẹp nè, không gãy không làm lại. Khóa là khóa zin đi theo cây đàn mọi người. Đầu cần đúng chuẩn Tele. Thì ai là những người mà yêu Tele, mọi người có thể mua cây này. Em bán cây này với giá là 3,7 triệu nha mọi người. Tiếp theo mọi người, đây là cái Blitz ha. Blitz này là một hãng con của Aria Pro mọi người. Nó này để là Blitz by Aria Pro. Và đây là một cây trắng ngọc trinh mà đeo vàng của Kenny Sang nha mọi người. Đẹp cực kỳ. Đàn rất đẹp mọi người ha. Mọi người thấy những cái chỗ xi vàng của nó nè, còn bóng đẹp ha, từ ngựa đồ hết tất cả mọi thứ. Đó, bộ khóa cũng là bộ khóa xi vàng luôn. Cái đàn rất đẹp. Màu trắng. Trắng đẹp nha mọi người, trắng đẹp ha. Nước sơn là nguyên vẹn hết, không có bị tróc, không có bị dập, không có bị cấn chỗ nào hết ha. Rồi, cần là cần liền nha. Cần liền nha mọi người. Thì ai coi like em thường thì mọi người biết Les Paul mà cần liền nó giá trị hơn nha mọi người. Nó giá trị hơn những cây mà cần ghép ha. Cái âm thanh của nó truyền từ cần, từ body vào nó xuyên suốt hơn. Nó làm cho cây đàn liền lạc và làm cây đàn cần liền nó tốn nhiều công sức hơn. Nên cái giá của cây đàn cần liền đó mắc hơn ha. Rồi bộ khóa phía sau là số seri, cần là thẳng đẹp á, không có gãy, không có làm lại gì hết. Phím thép và phím gỗ là đẹp 100% nè mọi người. Phím thép và phím gỗ là đẹp 100% ha, chưa có mòn gì hết. Tuyệt vời luôn, giá 3,5 triệu. Ai thích những cây mà Les Paul màu trắng như thế này thì mọi người nhanh tay nha. Thank you.
Rồi tiếp theo mọi người, cũng là một cái Les Paul mới, đẹp, chất lượng, cần liền nữa mọi người. Bên này là của Photogenic nha mọi người. Phím em cho mọi người coi nè. Phím thép và phím gỗ còn rất đẹp nha. Body là đẹp. Ha. Lưng cũng vậy mọi người. Lưng cái đèn cũng đẹp. Cần là cần liền. Những cái này á mọi người, lưng thì ngay chỗ đeo dây nịch nè, nó có hơi trầy chút xíu, nhưng cái này em đánh bóng lại là nó sẽ đẹp nha mọi người. Quan trọng là nó không cấn, không dập ha. Cần là liền lạc. Có số series. À, cần là liền lạc mọi người. Cần là liền lạc, không gãy, không làm lại. Bộ khóa là bộ khóa zin theo cây đàn. Rồi cây này em vẫn bán 3,5 triệu, vẫn là Big Cup Home nha mọi người. Playtech cũng là dáng tele nha mọi người, màu đỏ. Mà cây này á, là nó đỏ tươi và nó có kim tuyến ở dưới. Cây hồi nãy là đỏ đô. Và cây này nó không có cái viền như hồi nãy mọi người. Hồi nãy có cái viền đó, mọi người thấy không? Tele mà nó có cái viền á, nhìn nó dày dặn hơn. Và cái đàn nhìn nó thẩm mỹ hơn rất nhiều ha. Thì cây đàn này cũng còn rất mới, rất đẹp luôn. Playtech vẫn là pickup đặc trưng của tele. Sound cũng rất hay, rất đặc trưng của tele. Tất cả mọi thứ bằng ok ha. Rồi đầu tiên là đầu cần Playtech nè mọi người. Phím thép và phím gỗ là còn nguyên nè. Đó. Nước sơn cây đàn. Thì màu là giống như hồi nãy em nói với mọi người đó. Cái màu rất đẹp ha. Nước sơn cây đàn này đẹp luôn đó mọi người. Big Cup nó còn siêu luôn nè mọi người. Đó. Ha, Big Cup của nó còn siêu. Còn cái lớp ni lông bọc ở ngoài. Cần là cần thẳng đẹp nè. Không gãy, không làm lại ha. Khóa là khóa zin. Rồi cái đàn này em bán với giá 3,5 triệu nha mọi người. Và tele là một cái gì đó nó rất là guitar điện, nó rất là sexy nha. À, những danh hữu chơi guitar điện ai cũng có cây tele mọi người. Thật sự tele nó là tượng đài này. Và sao tele nó rất là sexy luôn nha. Rồi em mời mọi người nghe thử sao tiếng của những cây này. Thank you.
Rồi tiếp theo em xin giới thiệu một cái Epiphone mọi người. Epiphone thì đây là dòng Epiphone Special model nha ha. Ở ngay chỗ cái cover nó để chữ là Epiphone Special. Cái đàn này còn rất đẹp luôn nha mọi người. Màu là màu Sunburst ha. Hai pickup home. Đây là một cây đàn chính hãng của Epiphone dòng Special. Thì em nói luôn nha, dòng Special không phải là dòng mắc nhất đâu mọi người. Tên nó là như vậy thôi. Dòng nó là dòng gần như nó trên một dòng là dòng Junior á mọi người. Thì Special này trên dòng Studio Junior. À, cây đàn còn rất chỉnh chu, rất đẹp. Nước sơn là tốt đẹp hết. Cái nước sơn thì còn rất đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy là mặt top rất đẹp ha. Rồi, mặt sau lưng á mọi người nó có vài vết trầy nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà hàng đã qua sử dụng mà, thì có những cái mình phải chấp nhận ha. Rồi, ở phía sau cái cover nè mọi người, nó có đầy đủ những cái thông tin Epiphone in trên đây hết ha. Cần là thẳng đẹp ha, không gãy không làm lại nha. Khóa là khóa zin, có cả số series của hãng. Phím thép và phím gỗ là đẹp 100%, chưa bị mòn gì cả. Cây này em bán với giá là 3,5 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này nha. Rồi em cảm ơn mọi người rất nhiều, lần này rất nhiều hàng đẹp ha. Nếu ai thấy những cái hàng này đẹp, chất lượng thì mọi người ủng hộ em. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất.